trong những ngày này, công tác chuẩn bị tổ chức giỗ tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 tại vùng đất tổ Phú Thọ đã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước về dự. Tiếp tục khẳng định là lễ hội mẫu mực của cả nước, giỗ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ được địa phương này tổ chức trọng thể, trang nghiêm, thành kính, an toàn và tiết kiệm. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến 14 tháng 4, tức từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Tạo không gian thoáng đãng, cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu di tích trước ngày khai hội là một trong các nhiệm vụ được ban tổ chức giỗ tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng chú trọng triển khai. Cùng với đơn vị chuyên trách, đông đảo đoàn viên thanh niên các địa phương, đơn vị cũng đã tích cực tham gia dọn dẹp rác thải trên các tuyến đường dẫn vào khu trung tâm. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục từ nay cho đến khi kết thúc các hoạt động tại khu di tích. Từng địa điểm cụ thể, chúng tôi đảm bảo cái vệ sinh môi trường chung cho quang cảnh Đền Hùng, và từ đó cũng để cho đồng bào cả nước khi mà đến đây thấy được cái cảnh quan xanh sạch đẹp của Đền Hùng chúng ta. Với quyết tâm xây dựng giỗ tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội mẫu mực trên cả nước, năm nay tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác định mục tiêu 5-0, không ùn tắc giao thông, không nâng ép giá, không có người ăn xin, không để xảy ra các hành vi phản cảm, không mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an đang triển khai các phương án đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho du khách. Thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch để mở phối hợp với các đơn vị giáp danh, đặc biệt là các huyện, để quản lý số đối tượng về hình sự ở trên các địa bàn khác, để không để các đối tượng hình sự mà lợi dụng mà đến địa bàn thành phố để hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự. Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị giỗ tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm 2019 đã hoàn tất, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Từ công tác chỉnh trang cho đến các hoạt động chuẩn bị cho hội trại, chương trình văn hóa nghệ thuật thể thao diễn ra tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, trung tâm thành phố Việt Trì và các vùng lân cận. Ban tổ chức đã quán triệt để chỉ đạo và thành lập ba cái đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó có các cái ngành tham gia như là công an, như là văn hóa, quản lý thị trường, rồi y tế, và các cái lực lượng đều tham gia vào các đoàn đó để kiểm soát các cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự cũng như là vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các cái hoạt động tại khu tích Sườn Hùng để đảm bảo các yếu tố 5-0. Những ngày này, thành phố Việt Trì đang trở nên lung linh, rực rỡ dưới sắc đỏ, cờ hoa, đón chào đồng bào du khách thập phương về với Phú Thọ, vùng đất cội nguồn dân tộc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần hiếu khách, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, giỗ tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 tiếp tục là một lễ hội mẫu mực, đem đến sự hài lòng, an toàn cho du khách thập phương.